Xin chào các khán giả của Em Việt Nam. Xem tin tức thấy nhiều tỉnh đang dục dịch mở cửa cho du khách quốc tế, mà ắt mừng ghê luôn á. Quả này chắc đến Tết là du lịch Việt Nam mình lại tương mừng rồi, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh ý. Thông tin thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mở tour nội địa đã bật công tác mong chờ của biết bao du khách nước ngoài. Bạn biết không, trong mấy năm nay, thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong 5 điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam đấy. Trong đó có tới 300.000 du khách Thái Lan tới nơi này mỗi năm. Thế nên, khi báo chí Thái Lan nghe tin thành phố Hồ Chí Minh sắp mở cửa cho du khách quốc tế, thì cũng hào hứng lắm luôn. Họ lập tức đăng loạt bài đề xuất các địa điểm không thể bỏ qua tại đây. Chúng ta cùng xem họ đã giới thiệu những địa điểm thú vị nào nhé. 1. Biteco Financial Tower. Một trong những điểm nổi bật nhất của thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ là tòa nhà cao nhất thành phố với chiều cao 68 tầng, có tên Biteco, tọa lạc tại Nguyễn Huệ, khu kinh doanh chính của thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà này là biểu tượng cho sự thịnh vượng của tài chính Việt Nam. Tòa nhà được lấy cảm hứng từ hình dáng của hoa sen, vốn là biểu tượng quốc gia của Việt Nam. Điểm đặc biệt nữa là Biteco có đài quan sát Skydeck. Theo nhà báo Kun chia sẻ, đoàn phóng viên cũng đã có cơ hội đi lên tầng cao và trải nghiệm ngắm nhìn quang cảnh qua đài quan sát. Anh ấy viết, chúng tôi nghĩ rằng nó đáng giá. Ngắm cảnh rất đẹp vào ban đêm. Quan trọng nhất là có ống nhòm để sử dụng miễn phí. Chúng ta có thể nhìn thấy nhịp sống tấp nập của thành phố với nhiều địa danh nổi tiếng khác nhau từ vị trí này. Nó chắc chắn đáng để bạn đến thăm. Không chỉ có nhà báo Kun thấy tòa tháp này là nơi đáng giá ở thành phố Hồ Chí Minh đâu, mà cả các du khách Thái Lan cũng nhận xét như thế. Bạn Umeber bình luận, phí lên đài quan sát 200.000 Việt Nam đồng, khoảng 320 bạt. View tuyệt vời, nên đến vào buổi tối, gọi đồ uống hoặc đồ ăn và ngồi ngắm nhìn bầu không khí của thành phố về đêm. Còn anh bạn Willy Ponzi tiếu táo bảo, ở Việt Nam, họ gọi tòa nhà này là Tony Stark Building. Bên dưới là một trung tâm mua sắm, có một quán cà phê và quán bar ở trên cùng. Có thể ăn uống hoặc nhâm nhi cà phê và nhìn toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh, cảm giác sang chảnh. Ruta Út nhận xét, tòa nhà này cao nhất thành phố, lên lầu ngắm cảnh với giá cả phải chăng. Bên dưới là khu mua sắm lớn và bán nhiều đặc sản địa phương, giá cũng hợp lý vì view mãn nhãn. 2. Chợ Bến Thành. Nhà báo Kun muốn đề xuất du khách Thái tới nơi này vì nó đem lại cảm giác giống như khi tới chợ Warorot ở Chiang Mai. Không gian bên ngoài thì thiết kế theo kiến trúc từ thời thuộc địa, có vẻ tĩnh lặng, xưa cũ. Nhưng bên trong lại tấp nập người buôn, kẻ bán, đủ các mặt hàng với đèn sáng trưng toát lên vẻ hiện đại. Ngoài ra, tờ báo cũng khuyên du khách đến chợ Bến Thành trước tiên vì nó gần điểm tập kết xe buýt lớn nhất thành phố, tiện đường đi thẳng từ sân bay ra. Và quan trọng nhất, khu chợ này nằm ngay trung tâm quận 1. Không thể nào đi du lịch mà lại bỏ qua khu vực phồn hoa nhất của thành phố Hồ Chí Minh được. Đấy là chuyện đương nhiên. Không gian ở đây rất dễ mê hoặc du khách. Và nếu không kiểm soát được bản thân, thì việc lạm chi ngân sách mua sắm của bạn cũng không phải điều đáng ngạc nhiên. Bạn Terapon 1979 đã từng đến thành phố Hồ Chí Minh, cũng đã bị mê hoặc bởi chợ Bến Thành. Bạn ấy bình luận, cả bên trong chợ và xung quanh chợ đều đẹp, nhiều cửa hàng bán đủ thứ, còn có rất nhiều món ăn ngon. Họ bày quầy hàng hay bán trên xe đẩy, hoặc thậm chí là chỉ cần một chiếc xe đạp là đã có sạp bán hàng của riêng mình. Tôi đến đây ăn uống khá nhiều lần. Tài khoản 367KKS đồng tình. Có rất nhiều thứ được bày bán cho bạn thoải mái lựa chọn, nhưng rất tốn kém. Hãy cẩn thận với ví tiền của bạn, cạn kiệt lúc nào không hay. Còn bạn Lady Fairy Traveler chia sẻ, ai muốn mua quà lưu niệm thì mình khuyên nên đến đây. Có rất nhiều thứ, nhưng quán nào có bảng giá cố định thì đừng mặc cả. Các cửa hàng khác không có bảng giá thì bạn phải mặc cả trước. Có một nhà hàng ở phía sau, hầu hết nhân viên bán hàng nói được một chút tiếng Thái. 3. Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Riêng về địa điểm này, nhà báo Kun lại chỉ viết có mấy câu ngắn gọn. Lý ra, tôi phải giới thiệu con phố này trước tiên, vì nó nằm ngay sát với Biteco Financial Tower. Đó là một thiên đường với quá nhiều thứ hay ho. Bạn có thể đọc vài bài đánh giá của những du khách khác ở ngay đây để cảm nhận về nó. Ôi sao? Anh cứ tưởng là phố đi bộ Nguyễn Huệ bị nhà báo này hắt hủi nên không miêu tả gì nhiều chứ.
Hóa ra là anh ấy muốn dẫn chứng bình luận của du khách cho Trần Thực ạ. Đây đây, ví dụ như bạn Vanapong nhận xét. Đi dạo buổi tối tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Những buổi tối như thế này, rất nhiều người đến thư giãn ở đây. Trời đã khuya, dạo một vòng tận hưởng không khí thành phố về đêm. Có thể nói rằng, càng về tối, ở đây càng nhộn nhịp. Bạn Nathan Kahai bình luận, nên đi dạo vào buổi tối thì không khí trong lành và tuyệt vời hơn rất nhiều. Trời không nóng. Có thể sẽ có những người bán đồ chơi và có một buổi biểu diễn trên đường phố. Rất thú vị. Còn bạn Willy Ponsay thì đánh giá cao khả năng tạo view sống ảo của nơi này. Thích hợp cho chụp ảnh cả ngày lẫn đêm. Là phố đi bộ dễ chịu và nổi tiếng nhất Việt Nam. View đẹp, có đài phun nước về đêm. 4. Bưu điện trung tâm Sài Gòn. Đi du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh thì một nơi cũng không thể bỏ qua là bưu điện trung tâm với kiến trúc theo phong cách châu Âu. Nơi này không chỉ là địa điểm tham quan mà cho tới giờ vẫn đang làm dịch vụ bưu chính. Tòa nhà có những đường nét cong độc đáo, sơn màu vàng và xanh. Nó là một trong những tòa nhà đẹp nhất trong thành phố, đáng để ghé thăm. Có rất nhiều thứ dễ thương được bán ở đây. Rất nhiều khách du lịch đều thích ghé vào nơi này. Món ăn quanh khu vực cũng là một điểm cộng. Nocharin Suzuki nhận xét. Trong khi đó, Baomi Sumi bình luận. Tôi thích những tòa nhà kiểu Pháp cổ. Bên trong tòa nhà nhìn hoành tráng lắm. Ngoài ra, còn có một cửa hàng lưu niệm. Dù ghé vào bao nhiêu lần, tôi cũng không thấy chán. Liên kế đó là nhà thờ Đức Bà cũng tuyệt đẹp, là địa điểm không thể bỏ qua. 5. Nhà thờ Đức Bà, một trong 4 vương cung thánh đường tại Việt Nam. Nhà thờ Đức Bà do kiến trúc sư người Pháp thiết kế năm 1880. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách kiến trúc Roman và trộn với phong cách kiến trúc Gothic, bao gồm có thánh đường, tháp chuông và công viên bên ngoài. Điểm nhấn của nhà thờ là bức tường được xây bằng gạch xuất xứ từ Marseille, Pháp từ cuối thế kỷ 19. Phía trước mái vòm của nhà thờ là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trải qua hơn 140 năm vẫn hoạt động chính xác. Vào ngày mà đoàn phóng viên đến thì nhà thờ đang bị đóng cửa để sửa chữa. Tuy không có cơ hội lại gần để ngắm nhìn, nhưng chỉ cần chụp hình bên ngoài cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp bình yên và xưa cũ của nơi này. Du khách Nen từng vào thăm bên trong nhà thờ đã chia sẻ rằng nơi này rất đẹp, cả bên ngoài lẫn bên trong, đặc biệt bên trong rất nguy nga. Vé vào cửa miễn phí, thường có các cặp đôi mới cưới chụp ảnh. Nếu không đến chụp ảnh cưới thì bạn cũng có thể đi dạo quanh. Tài khoản Ohu 2019 bình luận: Nhà thờ Đức Bà là điểm nhấn của thành phố mà bất cứ ai đến thăm thành phố Hồ Chí Minh đều không thể bỏ qua để chụp ảnh. Có rất nhiều người đến thăm nơi này, nhiều người Việt còn đến chụp ảnh cưới. Nó ở gần bưu điện trung tâm. 6. Tòa thị chính. Tòa thị chính, hay còn gọi là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở cuối đường Nguyễn Huệ, quận 1. Giữa một thành phố huyên náo, cao ốc đủ kiểu, vẫn còn một chốn yên bình, đầy nét châu Âu cổ điển hiếm có. Đó đúng là một lâu đài. Tuy chỉ có 2 tầng, nhưng dáng dấp hùng vĩ, phong cách trang nhã. Do vị trí thuận tiện của tòa nhà là nằm giữa trung tâm Sài Gòn, nên mọi người đều có cơ hội đến thăm và chiêm ngưỡng thiết kế đẹp và độc đáo của tòa nhà. Nhưng do đây là nơi làm việc cho chính phủ, nên người ta không mở cửa cho du khách vào tham quan bên trong. Chỉ có cán bộ nhà nước mới được phép vào trong tòa nhà này để làm việc. Tuy nhiên, bạn có thể chụp hình ở ngay phía trước tòa nhà, quanh công viên trước tòa nhà. Điều này cũng khá thú vị đối với nhiều du khách. 7. Chùa Ngọc Hoàng. Chùa Ngọc Hoàng là điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, được thiết kế theo kiến trúc mang đậm phong cách của người Hoa. Ngôi chùa này có 2 tầng. Tầng 2 khi lên sẽ thấy ngay phần mái đã được thiết kế rất tỉ mỉ. Đây là một điểm đến phổ biến cho nhiều người nước ngoài để chụp ảnh trên Instagram. Nhà báo Kun còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu có cơ hội, hãy đến để cầu may tại đây. Người dân bản địa có niềm tin rằng, nếu họ cầu mong công việc làm ăn, sức khỏe hay tài lộc, thì họ sẽ đạt được mong muốn. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một ngôi chùa, nhưng ngay khi bước vào, tôi nhận ra rằng không phải vậy. Đây hẳn là một nơi để mọi người thờ phụng như một ngôi đền, với nhiều vị thần uy nghi, thực sự đẹp. Du khách Pang Zitiata nhận xét. Tài khoản Dopui bình luận: Điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, vị thần tối cao. Tòa nhà rất đẹp, nhiều người Việt Nam đến để cầu xin phước lành và để được khỏe mạnh.
8. Vincom Central. Đây là trung tâm mua sắm hiện đại, tọa lạc tại quận 1. Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm mua sắm thú vị để dạo quanh, thì đây là điểm đến được đề cử. Trong khu mua sắm này có khá nhiều cửa hàng quần áo hàng hiệu. Du khách Sofa chia sẻ thêm, đây là một trung tâm mua sắm bao gồm nhiều cửa hàng quốc tế. Thực phẩm tươi sống cũng có sẵn trong siêu thị ở tầng trên và khu ẩm thực ở tầng trệt. Có một nơi tương tự như một cửa hàng bách hóa Thái Lan. Có rất nhiều máy ATM của Việt Nam, nhưng không có ngân hàng Thái Lan nên hơi bất tiện. 9. Chung cư cà phê. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có một khu chung cư đặc biệt. Đây là nơi tập trung rất nhiều quán cà phê, cho đến các cửa hàng thời trang, cửa hàng quà tặng xinh xắn. Bởi vậy nên nơi đây cũng luôn thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam và khách du lịch từ nơi khác đến. Tại đây có rất nhiều quán cà phê khác nhau, với sự đa dạng về phong cách, các sản phẩm đồ ăn và uống. Hầu hết các quán đều trở thành địa điểm thu hút đông đảo các vị khách với những sở thích và nhu cầu khác nhau. Theo lời khuyên của nhà báo Kun, nếu du khách không có nhiều thời gian để ở lại thành phố Hồ Chí Minh lâu dài, thì chí ít cũng nên dành một ngày để dạo quanh thành phố theo các địa điểm nổi tiếng đã được giới thiệu. Anh ấy cam đoan rằng, sau đó, bạn chắc chắn sẽ yêu thành phố này như tôi. Còn các khán giả của Ad Việt Nam, bạn đã bao giờ đi du lịch tới thành phố Hồ Chí Minh bao giờ chưa? Hay thành phố này là nơi mà bạn đang sống? Bạn thấy địa điểm nào xứng đáng được đề xuất cho du khách Thái Lan đến đây nữa? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn với Ad nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!